Vâng, thưa các bạn, tiêu đề video sẽ khiến cho mọi người cũng đặt ra một câu hỏi. Xưa nay là một chiếc laptop gaming thì tất nhiên là cấu hình lúc nào cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đã bao giờ các bạn đã đặt ra câu hỏi rằng là nếu mà chỉ mạnh như thế thì con nào cũng giống con nào đúng không? Và một chiếc laptop đó thực sự xứng đáng với số tiền mọi người bỏ ra, bởi vì chưa chắc có những người mua laptop gaming về chỉ để chơi game. Trên màn mình đây là chiếc Asus ROG Strix G15, trang bị đầy đủ mọi thông số khủng khiếp, i7 màn hình 144Hz. Những cái yếu tố quyết định để lựa chọn sản phẩm này nó không phải là những cái thông số vừa rồi mình sẽ chia sẻ các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi cuối video sẽ có một chương trình rất là đặc biệt nhé. Máy được trang bị đó là i7-10750H thế hệ 10. Chúng ta có 6 nhân và 12 luồng xung nhịp. Đơn nhân của nó tối đa lên tới 5GB. Các điểm số các bạn nhìn thấy qua các cái phần mềm như Cinebench hay Geekbench sẽ như các bạn đang nhìn thấy ở chỗ này, và chúng ta có thể dễ dàng so sánh nó với các con chip khác trên mạng. Chuyển qua các cái tựa game FPS đây mới chính là cái phần mình muốn nói, bởi vì nó là 144Hz. Thứ nhất là với CSGO, Valorant, FPS chưa đạt được mức 144 và lên xuống tùy cảnh game nhưng vẫn cho trải nghiệm mượt hơn so với màn hình chỉ là 60Hz. Rồi, ok, bỏ qua tựa game nặng khác xem như là Horizon Zero Dawn. Ở mức setting low thì cấu hình này chúng ta sẽ chơi ổn định. FPS sẽ đôi khi giảm xuống 60 nhưng mà đối với mình 60 cũng được, vì mình chơi FPS 4 cũng tương tự. Phần lớn các video trên kênh Vinh Show thì mình đều edit bằng máy này, và cái tốc độ với các video phân giải Full HD thậm chí là 4K bọn mình render nó chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút đó. Còn với video 4K 10 bit quay từ máy ảnh thì các bạn thấy là chắc chắn nó sẽ bị drop frame và edit nó hơi bị lag. Đây là cái điều mà mình đã test rất nhiều thiết bị rồi. Tuy nhiên cái một điểm mà mình phân vân tại vì con này chỉ có 8GB RAM, đây là phiên bản mình dùng thôi, và các bạn nên nâng cấp lên 16GB RAM bởi vì để có thể chơi game làm việc một cách mượt mà nhất, hay muốn lưu trữ nhiều hơn thì vẫn còn trống hai khe SSD, chúng ta thoải mái nâng cấp. Cấu hình và cũng như sự nâng cấp thì các bạn đã biết rồi. Vậy thì chúng ta phải tìm lý do tại sao mà muốn chọn con này, bởi vì những cái điều mình nói con nào các bạn chả làm được. Ok, đi đến cái đầu tiên, Asus rất là biết cách tạo điểm nhấn của sản phẩm này nổi bật so với các thiết bị khác. G15 được thừa hưởng thiết kế của người đàn anh là Asus Strix K15. Mặt lưng hoàn thiện bằng nhựa nhưng cực kỳ cứng cáp và cũng như là chắc chắn. Nên nhìn có một vài chi tiết được cắt giảm trong thiết kế nhưng vẫn không phủ nhận được vẻ đẹp của nó. Như là các bạn nhìn thấy là cái giải LED RGB nó rất là khác so với laptop hiện tại đang có mặt. Nhất là mấy anh em mà hay chơi buổi đêm thì đèn nền trên bàn phím của 12 giải LED RGB này nó làm sáng tổng thể ở bên dưới, trông rất tầng ngầu. Mặt đáy làm chăm chút với những cái khe hút tản nhiệt, nhìn nó tạo chúng ta cái cảm giác là nó dày và to. Nhưng cân nặng ở đây là khoảng là 2,3 kg, cũng tương tự như các mẫu laptop gaming khác. Bản lề thiết kế mở bằng một tay rất dễ, các bạn thì nhìn thấy ở đây đó, tiện lợi đúng không? Có điểm cộng là khi làm kiểu này là các cái cổng kết nối thì sẽ chuyển hết ra sau, các bạn sẽ sạc này, HDMI này, cổng Type-C và có khả năng xuất hình ảnh qua DisplayPort và cổng mạng LAN. Cạnh bên thì chỉ để là được USB cũng như jack 3.5 một cách đơn giản nhất để tránh các bạn bị dây nhợ một cách rườm rà. Nói đến cạnh bên thì đây là một yếu tố khiến mình lựa chọn chiếc laptop này. Hai bên ấy thì đều được bịt kín và toàn bộ nhiệt thì lại đẩy ra phía sau. Thế nghĩa các bạn cho một cái trải nghiệm chơi game lâu dài để không bị nóng cái bàn tay chúng ta đó. Có thể vì thế mà nhiều bạn sẽ nghĩ nó nóng hơn đúng không? Nhưng khoan, cái thiết kế này của Asus cộng với việc là họ sử dụng kem tản nhiệt kim loại lỏng nên nó vẫn rất mát, chưa tới 80 độ với những tựa game nặng. Bàn phím thì trên bề mặt được làm hiệu ứng sức phay rất đẹp với cái dòng cụm chữ ROG quen thuộc. Phần điểm xuyến có chữ là Strix giống với chiếc SK15 nhưng không phát sáng. Bàn phím này ấy, thì có layout vừa phải vừa với anh em tay to. LED RGB được tùy chỉnh qua app Asus, khung xương bàn phím cực kỳ chắc chắn, không hiện tượng flex mặc dù. Đấy là tiếng khóc của mình ấy. Và có một điểm mình rất thích đó là các nút luôn sử dụng nhiều, như là tăng giảm âm lượng, tắt bật mic, mute các chế độ hay là nút mở nhanh app thì Asus sẽ có một cái giải ngoài nằm ở bên trên. Cho nên nó lại chưa được cái cảm giác gõ một cách thoải mái nhất, nhiều khi là hơi mỏi tay vì không có độ nghiêng hợp lý. Phím điều hướng thì nó bé tẹo luôn các bạn ơi, kiểu là mấy cái thằng mà chỉ có tập nửa trên mà chân mà bé tẹo ấy ạ, thì y chang như thế này. Trackpad của nó thì lớn, cũng được phủ một lớp nhám mịn mượt, và các cái phím chuột trái phải thì gõ cũng cực kỳ là êm. Âm thanh giải trí thì ở mức cơ bản, thực sự là nó chỉ có hai loa công suất lớn là 4,2W, xem phim nghe nhạc thì được, còn đương nhiên nếu nhu cầu giải trí cao hơn thì các bạn sẽ cần có tai nghe hoặc là có loa. Thời điểm sử dụng chắc chắn là không anh em nào thắc mắc đâu nhỉ? Tại vì sao nhé? Tại vì chúng ta đều phải cắm sạc liên tục để mà có được hiệu suất cao nhất. Cuối cùng thì là màn hình. Đấy, mình đã nói rồi, đây là một cái màn hình IPS tần số quét 144Hz.
First anh em chơi tựa game từ CSGO rồi bắn súng. Thông số khác bọn mình đã hiển thị đầy đủ ở đây từ sRGB, Adobe RGB hay độ sáng. Thông số này thì mình đánh giá là chưa thực sự tốt. Và với trải nghiệm thực tế thì mình thấy màu sắc của nó không được nịnh mắt lắm, đặc biệt là những gam màu nóng như đỏ hay xanh dương, xanh lá. Các nội dung 4K mà nhiều màu sắc thì xem nó hơi bị nhạt, kiểu xem phim nó không đã. Và dù sao thì tầm giá này phục vụ anh em game thủ thì mình thấy việc Asus đã hy sinh về cái chất lượng, không phải phục vụ những người làm việc, để tập trung vào cái tần số quét cao là một sự chọn hợp lý. Tổng kết lại thì nếu mà cùng phân khúc mà 26.490.000 thì mình nghĩ đây là một sản phẩm. Về cái hiệu năng, khoan đã, mình muốn nói là cấu hình rồi những cái trải nghiệm phục vụ các bạn chơi game, mình tin là các bạn đều có thể mua được rất nhiều những cái sản phẩm đối thủ khác. Nhưng Asus thì có những cái sự lựa chọn, đó là một chiếc laptop gaming không chỉ mạnh mà nó phải đẹp và nó độc nữa. Và mình tin đây là một trong những sự lựa chọn rất là ấn tượng trên thị trường. Cái mà mình muốn nhắc các bạn ở cuối video đó là hiện tại Asus đang có một chương trình, đó là tặng thêm cho các bạn, đó là mở rộng bảo hành 1 năm chỉ với 100 đô trong phần mềm My Asus. Và mình sẽ để hướng dẫn ở phần mô tả các bạn tham khảo thêm. Tiếp nữa, cái này mới là thu hút này. Bạn chỉ cần đánh giá sản phẩm laptop Asus mà bạn đã mua thì bạn chắc chắn sẽ nhận được phần quà trị giá 200.000 đồng và cơ hội nhận giải thưởng may mắn lên đến 1 triệu. Link chi tiết mình sẽ để ở bên dưới cho anh em tham gia luôn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube Bật Vào Studio để tham khảo thêm các bài đánh giá chi tiết khác. Hẹn anh em trong các video lần sau.